hoàng hậu, đời đời tri ân công đức hoàng có bị vấn đề rồi. Chiếc xã Phú Thành đã bị vấn đề đó. Chiếc mà hầm đó hả? Con ngồi trên xe đàng hoàng. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.